Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bão số 2 hình thành, hướng vào miền Bắc. Bão số 2 được dự báo giữ sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 trong 2 ngày tới trước khi tiến vào khu vực Đông Bắc Bộ. Từ tối ngày 10 tháng 8, mưa lớn xuất hiện ở miền Bắc. Bão số 2 được dự báo giữ sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 trong 2 ngày tới trước khi tiến vào khu vực Đông Bắc Bộ. Từ tối ngày 10 tháng 8, mưa lớn xuất hiện ở miền Bắc. Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển phức tạp và khó lường khi liên tục đổi hướng dù giữ nguyên vận tốc và cường độ. Rạng sáng ngày 11 tháng 8, tâm bão nằm ở phía bắc vịnh Bắc Bộ. Chiều ngày 9 tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 trong năm nay, hình thành trên Biển Đông và có tên quốc tế là Mulan. Lúc 13 giờ, tâm bão nằm trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Đêm nay và ngày mai, hình thái này đi theo hướng bắc rồi đổi hướng di chuyển theo tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Chiều ngày 10 tháng 8, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sau đó, bão đi chếch theo hướng tây-tây bắc, vận tốc 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đông bắc của Bắc Bộ. Chiều ngày 11 tháng 8, tâm áp thấp nhiệt đới duy trì sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa kịch bản cực đoan hơn khi cho rằng thời điểm tâm bão áp sát đất liền Bắc Bộ ngày 11 tháng 8, cường độ vẫn ở cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, hình thái này đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và tiến thẳng theo phía Tây rồi suy yếu. Tương tự, cơ quan khí tượng Hồng Kông dự báo với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, bão có thể tiến thẳng vào đất liền khu vực Lạng Sơn vào chiều ngày 11 tháng 8. Lúc này, vùng ảnh hưởng của nó bao trùm khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Nguyên và Hà Nội. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão khả năng duy trì ở cấp 8 trong những ngày tới và khó có khả năng mạnh lên cấp 9, cấp 10. Chuyên gia cảnh báo ngày 10 tháng 8, mưa dông bắt đầu giảm ở Trung Bộ và dịch chuyển dần ra phía Bắc. Từ chiều ngày 10 tháng 8, mưa được dự báo xuất hiện ở khu vực Đông Bắc, sau đó mở rộng ra khắp miền Bắc trong tối và đêm. Đợt mưa này dự báo kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 8, tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 250mm. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Tại vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6-7 từ tối và đêm mai mùng 10 tháng 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m. Biển Đông đón bão Mulan, cơn bão số 2 trong năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm. Theo đó, vào lúc 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62-74 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 13 giờ ngày mai mùng 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62-74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, rủi ro thiên tai cấp 3. Từ chiều tối mai mùng 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, liên tục đổi hướng. Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay với sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10, trong khi đó mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm ngày 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 6 giật cấp 8. Lúc 7 giờ ngày 9 tháng 8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 6 giật cấp 8. Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 15 km một giờ và khả năng mạnh lên thành bão. Sáng ngày 10 tháng 8, tâm bão nằm trên khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10. Sau đó hình thái này tiếp tục đổi hướng theo Tây Bắc, tăng tốc lên 10-15 km một giờ. Sáng ngày 11 tháng 8, tâm bão nằm trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất duy trì cấp 8. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, liên tục đổi hướng. Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay với sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10. Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm ngày 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 6 giật cấp 8. Lúc 7 giờ ngày 9 tháng 8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 6 giật cấp 8. Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông và khu vực mưa lớn trong ngày 9 tháng 8. Sau thời điểm áp sát đất liền, bão giữ vận tốc như đi chết theo Tây Tây Bắc và khả năng suy yếu dần. Bản đồ dự báo cho thấy rạng sáng ngày 12 tháng 8, bão suy yếu thành một cơn áp thấp trên đất liền Đông Bắc Bộ. Dù vậy, vùng ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão rộng khắp miền Bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản có dự báo tương tự khi cho rằng sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, hình thái duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8 trong 2 ngày 9 và 10 tháng 8 và không có khả năng mạnh thêm. Cơ quan này nhận định khi tâm bão nằm trên vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ vào ngày 10 tháng 8, vùng ảnh hưởng của nó có thể bao trùm một phần đất liền Đông Bắc Bộ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới còn nhiều thay đổi do trong giai đoạn vừa hình thành. Theo chuyên gia, đặc điểm đáng chú ý của áp thấp nhiệt đới này là có hoàn lưu rất rộng kết hợp với gió mùa Tây Nam, vùng ảnh hưởng gây mưa lớn có thể cách khoảng 500-1.000 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền, mưa rào và dông tiếp diễn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm nay 9 tháng 8 với lượng 20-40mm, có nơi trên 60mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể mưa lớn 40-70mm một ngày, một số nơi trên 100mm. Đợt mưa này xảy ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rãnh gió mùa nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm với mưa dông. Các tỉnh vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và khu vực trũng thấp có thể ngập úng. Chuyên gia cảnh báo khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m. Trong khi đó, mưa rào và dông xuất hiện ở khu vực Biển Đông, phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vị tuyến 14,5-21 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 110-115 độ Kinh Đông.
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của Tính Mới.